Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội phạt tù người cho nổ tượng Lenin. Ngày 6 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Hà Nội phạt một cựu quân nhân 5 năm tù vì làm nổ tượng Lenin. Theo đó, một tòa án ở Hà Nội vừa tuyên phạt 5 năm tù đối với một cựu quân nhân đã chế tạo vật liệu nổ làm hư hỏng tượng đài Lenin với tội danh gây rối trật tự công cộng. VOA dẫn truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 3 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử và tuyên phạt mức án tù kể trên đối với ông Nguyễn Chí Dũng, 57 tuổi, một cựu quân nhân thuộc lĩnh vực rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các tờ báo trong nước không nêu rõ ông Dũng từng công tác ở đơn vị quân đội nào và vào thời gian ra sao. Cụ thể, VOA dẫn tin Vietnamnet tường thuật, hồi tháng 6 năm 2023, nhờ có kiến thức về chế tạo quả nổ, ông Dũng đã nảy sinh ý định tự tạo thiết bị này và cho phát nổ tại khu vực tượng đài Lenin thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, với mục đích gây sự chú ý của dư luận. Hình ảnh bản tin trên VOA. Trang này cho biết vào sáng sớm ngày 9 tháng 8 năm 2023, thiết bị của ông Dũng chế tạo phát nổ, tạo thành một tiếng động lớn, làm hư hỏng, rách phần chân đế của tượng đài Lenin và đến ngày hôm sau thì ông bị bắt. VOA dẫn báo Hà Nội mới cho hay, tượng Lenin tại vườn hoa Lenin khánh thành vào năm 1985 làm bằng đồng, cao 5,2 m, do chính phủ Liên Xô tặng cho chính quyền Việt Nam để ghi nhớ học thuyết của Lenin đã mở ra con đường cách mạng Việt Nam. VOA nhận xét, từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản cai trị không dung thứ đối với các hành vi phỉ báng lãnh tụ Cộng sản hay xúc phạm hủy hoại các tượng đài của lãnh tụ của chế độ. Mặc dù trên thế giới, nhiều bức tượng Lenin ở các nước thuộc Liên Xô cũ bị giật đổ kể từ khi khối này tan rã vào năm 1991. Hồi tháng trước, như VOA đã đưa tin, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam ông Hoàng Việt Khánh, cáo buộc rằng ông sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, hình ảnh bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và xúc phạm ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra đảng này. Ông Nguyễn Chí Dũng không phải là người đầu tiên tìm cách phá hoại tượng Lenin ở Hà Nội. Hình ảnh tượng Lenin tại vườn hoa Lenin trên đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Vào năm 2014, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội đã tìm cách kéo đổ bức tượng này nhưng bất thành. Ngày 24 tháng 1 năm 2014, BBC tiếng Việt cho hay, ông Nguyễn Doãn Kiên, một người tự nhận là đã trực tiếp tham gia vào vụ việc này kể, theo ông Kiên, 4 người trong nhóm của ông đã thực hiện vụ việc này vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 1 năm 2014. BBC dẫn lời ông Kiên cho biết, khi chúng tôi trèo lên tận nơi để thực hiện thao tác quàng dây cáp qua cổ bức tượng thì phát hiện ra nó được lắp ốc vít bên dưới. Dây cáp của bọn tôi không đủ lực để kéo đổ bức tượng, nên trong lúc kéo thì đã xảy ra sự cố khiến dây bị đứt, nên bức tượng vẫn chưa đổ. Theo BBC, ông Kiên và nhóm của ông đã đăng tải danh tính của cả 4 người lên mạng và công khai thừa nhận rằng chính nhóm của ông đã đứng đằng sau vụ việc. Thậm chí họ đã đưa ra cả một video clip hôm 22 tháng 1 năm 2024 về ý định giật đổ tượng Lenin trước khi hành động một ngày. Sau đó, vào ngày 3 tháng 2 năm 2014, cả 4 người này đã bị công an Hà Nội bắt khi mang theo búa ra lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ý định đập phá. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, nhóm này đã bị Tòa án Hà Nội xử tù vì gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, ông Nguyễn Doãn Kiên bị tuyên 6 năm tù, ông Vũ Hồng Tố 5 năm tù, ông Nguyễn Văn Kiểm 4 năm tù và ông Trịnh Kim Khánh 4 năm tù. Trên thực tế, việc dỡ bỏ tượng Lenin đã xảy ra ở nhiều quốc gia cộng sản cũ. Nghịch lý là Nghệ An đang chuẩn bị khánh thành một tượng đài Lenin nặng 4,5 tấn tại trung tâm thành phố Vinh, bất chấp dư luận phản đối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Hà Nội phạt tù người cho nổ tượng Lenin. Ra tay hay chùng tay, Tô chỉ có 20 tháng để giải quyết sếp tổng. Đã đánh gục Võ Văn Thưởng thì xem như Tô Lâm đã lỡ leo lưng cọp, bởi đã thể hiện ý đồ tạo phản, nên Tô Lâm cũng khích cho các nhóm lợi ích khác phản kháng chống lại ông để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Bởi hành động của Tô Lâm đã khiến họ thấy bị đe dọa. Ghế Chủ tịch nước đã trống, vấn đề là ông Tô Lâm có ngồi lên hay lại lo sợ không an toàn như cách đây một năm. Hiện nay, ông Tô Lâm muốn ngồi ghế này nhưng phải kèm thêm điều kiện là sắp xếp cho đàn em của ông vào các vị trí bọc lót cho ông, để ông được an toàn. Tuy nhiên, ông Tô có được như ý hay không thì phải xem vận may của ông. Những phản ứng của nhóm Nghệ An Hà Tĩnh có thể dự đoán, nhưng bên kia thì phản ứng thế nào phải đợi xem. Liệu ông Tô Lâm có giải quyết được ông Nguyễn Phú Trọng trong vòng 20 tháng hay không? Trước khi thực hiện kế hoạch tạo phản, Tô Lâm đã đích thân đi Trung Quốc, ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ. Gần đây, ông Tô Lâm cũng gặp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc trong chuyến thăm Việt Nam. Cả đối nội lẫn đối ngoại đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hết thời và đã đến lúc cần có người thay thế. Nhưng chính trường Việt Nam đang quá rối ren. Ngay trong phe lọ cũng tách ra làm hai, phe làm phản và phe bảo hoàng. Thậm chí phe bảo hoàng cũng chỉ bảo vệ ông Tổng trên danh nghĩa. Chủ yếu, những người này chỉ bảo vệ quyền lợi của họ. Nhóm Nghệ An này tìm cách nhảy vào chặn đứng tham vọng của nhóm Tô Lâm cũng vì lợi ích của nhóm này chứ chẳng phải vì ông Tổng. Như vậy, để đoạt được ghế Tổng bí thư thì ông Tô Lâm phải tính tới nước cờ hạn chế sức mạnh của phe Nghệ An. Đây là việc không dễ làm bởi nhóm Nghệ An có số lượng nhiều hơn trong Bộ Chính trị. Từ nay đến Đại hội 14 còn khoảng 20 tháng nữa, trong thời gian này, ông Tô Lâm phải tìm mọi cách giải quyết cho được vị trí Tổng bí thư. Có thể nói trong giai đoạn này, ai lên được ghế Tổng bí thư thì người đó nghiễm nhiên sẽ là người kế nhiệm ở Đại hội 14. Cho nên, nói thẳng ra, đây là đảo chính ngầm. Tình hình sức khỏe của ông Trọng không ổn. Có nguồn tin cho biết ông vẫn thường xuyên đến bệnh viện 108 để kiểm tra máu và điều trị. Có vẻ như ông Trọng sắp đi về với các tiền bối cộng sản của ông. Thế nhưng bao giờ ông đi thì chẳng ai biết. Không ai trong nhóm tranh ghế mong ông Tổng đi sớm bằng Tô Lâm. Bởi nếu ông Tổng ra đi lúc này sẽ để lại một khoảng trống quyền lực rất lớn, đem lại lợi thế cho Tô Lâm. Bởi lúc này có sức mạnh thì sẽ thắng. Còn nếu ông Trọng mà lết được đến hết nhiệm kỳ thì sẽ bất lợi cho Tô Lâm. Bởi lúc này, Tổng bí thư mới đã được bầu theo sự giới thiệu của Tổng Trọng, chia chác ghế đã xong. Bằng việc ra mặt tạo phản sớm, ông Tô Lâm khó có hy vọng được ông Trọng giới thiệu. Tham quyền cố vị, ông Trọng đã làm cho Tô Lâm mất hết kiên nhẫn. Từ nay đến hết nhiệm kỳ còn khoảng 3 hội nghị trung ương nữa nếu không phát sinh thêm cuộc họp bất thường. Đây đều là những trận kịch chiến nảy lửa để giành ghế. Chỉ còn khoảng 20 tháng nữa có thể các đồng chí sẽ thuốc nhau để loại đối thủ ra khỏi vòng chiến đấu. Chưa biết ai là nạn nhân của ai. Với đỉnh cao quyền lực sẽ không còn tình đồng chí đồng đội gì nữa. Ông Karl Marx từng nói, lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở nên can đảm. Lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể thấy tư bản ở khắp nơi. Đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên. Đảm bảo được 50% thì nó sẽ táo bạo không biết sợ gì. Đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người. Đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ cũng không sợ. Không biết ghế Tổng bí thư sẽ mang lại lợi nhuận bao nhiêu phần trăm. Chắc chắn là hơn con số 300% rất nhiều. Bởi chẳng cần bỏ đồng vốn nào mà cũng có thể hốt núi tiền từ túi thiên hạ. Nên các đồng chí cũng chẳng từ một tội ác nào để mà dành cho bằng được. Có lẽ Tô Lâm không chùng tay mà quyết ra tay để đoạt được chiếc ghế có quyền lực số 1 trong đảng, càng sớm càng tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin ra tay hay chùng tay, Tô chỉ có 20 tháng để giải quyết sếp tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d